cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày tháng 9 năm 2020. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng tôi đang có một bộ cuốn thi cơ đối. Đây là bộ cuốn thi cơ đối bằng chất liệu gỗ mít. Đây hình ảnh tổng thể của sản phẩm đây. Bộ cuốn thư này thì có kích thước là chiếc cuốn thư này là kích thước là 1m97, cao là 97 quý vị nhá. Độ dày là 4cm và chất liệu chúng tôi là sử dụng chất liệu gỗ mít đục tay thủ công. Cuốn thư đây, cái mẫu đục chạm này chúng tôi là mẫu phượng hóa. Đây quý vị này, chính giữa là có chữ chim phượng và hai bên là đục hoa hồng. Ba chữ là ba chữ Đức Lưu Quang trên nền gấm, vẫn là mẫu quen thuộc, một bên thanh kiếm, một bên cây bút, hai bên là câu đối, một bên là tổ tông Công Đức Thiên Ân Thịnh và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Mẫu câu đối chúng tôi là mẫu câu đối phượng hóa và có độ dài 197, bề ngang là 27, 100% là chất liệu gỗ mít ta. Gỗ mít thì hiện nay là cái vị tiết là rất là hiếm, chủ yếu là sử dụng để làm đồ thờ là chính, chủ yếu là sử dụng làm đồ thờ là chính. Cái sản phẩm này cam kết là hàng sạch sẽ, không rác. Tuy nhiên này quý vị có biết được là cái gỗ mít ta thì nó hay thường có những cái mắt như đây. Có một số mắt ở đây không thể tránh khỏi được. Tuy nhiên mà để chọn được một bộ sản phẩm mà gỗ như vậy là tương đối là đều rồi, và những phần mắt kia thì chúng tôi không thể tránh khỏi được quý vị nhé. Quý vị nào biết về gỗ mít thì có thể biết được về cái gỗ mít này. Để chọn được một bộ cuốn thư câu đối như vậy là cực kỳ là hiếm và đẹp rồi. Đây hình ảnh nguyên mộc của bộ sản phẩm. Quý vị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám, chúng tôi có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây là hình ảnh chi tiết hơn về mẫu câu đối này thì chúng tôi giới thiệu khá là nhiều rồi, nên là tôi chỉ giới thiệu lại để quý vị nào quan tâm. Rồi, xin chào mọi người nhé. Mọi người quan tâm thì hãy bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những cái video clip giới thiệu sản phẩm khác của chúng tôi. Xin chào mọi người.